Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Bị vu khống đi bar chơi không trả tiền và xúc phạm danh dự, chân trần thẳng tay khiến nam thanh niên bị đuổi việc. Trên fanpage của cựu người mẫu vừa chia sẻ câu chuyện trừng trị người vu khống mình. Chân trần nổi tiếng là người thẳng tính nên khi gặp điều không đúng lẽ phải, cô sẵn sàng đối chất và thẳng tay đáp trả lẫn trừng trị Atifan vì xúc phạm mình hồi tháng 12/2019 khi bị một Atifan xúc phạm đặt điều. Cựu người mẫu này đã tìm tận đến nơi để nói chuyện và dạy dỗ cho người này. Mới đây nhất, câu chuyện Trang Trần trừng trị Atifan lại tiếp tục gây bão mạng xã hội. Cô cho biết mình vừa bị một nhân viên quán bar, nơi cô hay lui tới chơi cùng bạn bè, tố dựng chuyện, đặt điều, nói những điều tệ hại về mình. Người này vào hẳn Facebook của cô bình luận rằng cô xạo và chuyên đến quán bar chơi nhưng không chịu trả tiền, lầy lội đến mức ai cũng sợ. Trang Trần lập tức đã dùng biện pháp cứng rắn khiến người này bị đuổi việc thay vì đôi co qua lại, cô cho biết. Và hôm nay cô cho biết dạy cho một người nghỉ việc ngay lập tức và không biết còn ở Sài Gòn được không. Hiểu vì sao người ta yêu cầu về quê, vì người ta hiểu sẽ tìm ra sau khi ra tay xử lý người vu khống mình. Trang Trần không quên gửi lời nhắn nhủ đến các Atifan, những người chuyên cào bàn phím rằng nhắn gửi lời yêu thương, khi tụi ghét ai đó hãy block và đừng để lại bất kỳ bình luận gì. Bên cạnh đó, Trang Trần còn chia sẻ cả đoạn tin nhắn xin lỗi của đối tượng xúc phạm mình và cách cô dằn mặt vô cùng thẳng tay. Có lẽ đây cũng là bài học để các Atifan dừng việc bôi nhọ xúc phạm người khác khi họ không thuận mắt mình. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.